Hello cả nhà, hôm nay biết mọi người giờ này đang ăn lễ rồi. Và hôm nay em sẽ làm bộ móng này nhá. Cái này thì tương đối rất là dễ và nhanh nữa. Cái này là mình làm, mình chỉ cần vẽ cái hoa để cho cái móng tay người ta nhìn nổi bật hơn tí xíu thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tay bên này. Thì mình đã gắn móng và dũa xếp xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần mình đắp bột bàn tay bên này thôi. Và tất cả những cái đồ trong mẫu design này em không biết là mấy anh chị đoán được cái gì trong này không? Mẫu này thì dễ làm lắm, thấy vậy chứ dễ lắm. Nó là bột màu hồng, cái này là hồng số 1 của Starbucks Collection ha. Và thứ hai nữa là mình làm bằng marble in và orange shell và spider gel để làm mấy cái đường line nhỏ nhỏ, nó đơn giản á. Rồi bây giờ ở đây mình đã có cái móng đã xong, cái primer mình đã xong, bây giờ mình bắt đầu mình đắp nha. Em thì bị vấn đề là đắp bột rất là nhanh nhưng mà cái chờ khô thì em chờ nó hơi lâu, tại khi mình đắp mà nhanh quá đó phôi không có phôi. Hôm nay là mình làm bằng marble in và spider gel thôi, không có làm phôi. Rồi em sẽ lấy cái này ra, lấy mấy ổ bột ra để nó không có bị lost focus á. Mấy anh chị thấy rõ không? Rõ thì nói rõ để em biết là mọi người nhìn thấy được nhé. Ủa? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu, tại em sợ nó bị không có, nó hay bị lost cái focus, không biết tại sao nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Bên đây á, thời tiết khí hậu nó tương đối là nó hơi nóng cho nên là cái bột nó sẽ khô nhanh hơn bình thường. Ok, mình để bột lên và bắt đầu mình chỉnh hai bên cho nó đều hết nè. Tất cả các góc và cuticle cho nó đều hết rồi, bắt đầu mình vuốt xuống ha. Hai bên mình vuốt cho nó ôm vào nè. Ôm vào và vuốt xuống từ từ. Cái bột nó sẽ khô nhanh lắm, tại bên đây nóng lắm mà. Em đi cả tuần tiệm thân ICOS nữa. Mình vuốt, mình ôm nó vào từ từ cho hai bên cho nó gọn vào nè. Mọi người nhìn thấy rõ không? Thì khi mà mình đắp về sau một chút nữa mình sẽ giũa rất là ít. Mình lấy cái miếng khăn giấy này ra luôn. Thank you chị Tâm. Lâu lâu em cũng sến súa một chút đấy chứ. Lâu lâu em cũng thích có màu này màu kia lên cho nó nổi. Tùy 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 theo cái lúc là sao chị ơi. Rồi nếu mà mình cảm thấy nó mỏng thì mình có thể đi thêm một lớp nữa bên trong này nè. Để cho nó đủ cái dày ha. Và cái mặt móng của nó đó mình phải vuốt cho nó đủ cái liquid để cho nó không có bị khô thì nó sẽ không có bị sần. Nếu mà nó sần á thì nó sẽ phải giũa nhiều, còn nếu mà mình vuốt cho nó mướt luôn á thì mình không có cần phải giũa nhiều quá. Rồi qua ngón này cũng vậy, em sẽ lấy bột nhiều hơn chút xíu cho ngón này để thấp bên dưới nè, đẩy sát lên cuticle này ha, cho bột nó sát vào trong cuticle, xong bắt đầu mình buông ra tém hai bên vào. Quay qua bên này để cho cái bột nó đủ bên hông bên này. Quay qua bên này để cho cái bột nó vào cuticle cho đủ và bên hông cũng phải đủ nha. Rồi sau đó bắt đầu mình vuốt từ từ nhẹ nhẹ. Cái phần chính giữa là cái phần mình nhẹ tay nhất, cái phần mối nối của móng thiệt và móng giả đó. Để cho cái bột chỗ đó nó dày. Rồi xuống từ chính giữa đi xuống là mình sẽ bắt đầu mình mạnh tay hơn chút xíu để cho bắt đầu nó nằm lại lại xuống đó. Thì cái móng của mình nó sẽ ra đủ cái độ dày và nó sẽ nhìn tự nhiên hơn ở cái phần đầu. Hổm gà vắng bóng một tuần. Ở đây có anh chị nào nhớ em không vậy? Về Việt Nam một tuần mà bay đi bay về còn có 5 ngày à.
Về bên đó mà ghiền làm neo dễ sợ luôn. Đó là mọi người thấy không, khi mà mình đắp ra xong thì cái móng người ta sẽ dày, cái cuticle của nó đã rất là mỏng rồi. Và bột thì mình chỉnh làm sao cho nó tròn đều cho bên này nè, hai bên này nè, nó đừng có bị thiếu bột. Dạ khỏe Vicky, khỏe. Dạ đúng rồi, cái Zyplane này nó dễ để cho mình control lắm người, mà chưa biết làm thì mình làm nó cũng dễ nữa. Đó là hai cái ngón màu trắng của mình xong rồi. Bây giờ em sẽ qua tới cái ngón màu hồng ha. Khi mình đắp vậy thì chút xíu nữa mình dũa đỡ cực lắm, mà đa phần là em chỉ dũa cái cuticle chút xíu thôi. Còn ở trên mặt móng là em ít khi dũa luôn. Rồi bắt đầu bây giờ tới ngón màu hồng. Thì mình cũng sẽ lấy cái liquid giống vậy, em lấy nhiều hơn chút xíu. Cái này là hồng số 1 này nha. À, nhiều anh chị hỏi em sao thấy em thường hay xài số 2, tại sao không xài số 1? Là số 1 á thì cái tông màu của nó hợp cho những người da hơi da da dừa và trắng. Còn nếu mà những người da hơi đậm hơn chút xíu thì phải xài số 2. Tại cái số 1 nó hơi lợt một chút. Nó giống như là light pink đó. Rồi mình tém hai bên cho nó đầy đủ xong, bắt đầu chính giữa mình nương tay và bắt đầu từ giữa đi xuống là mình sẽ vuốt cho nó đều đều, ôm hai bên gọn lại. Ôm hai bên cho gọn lại nhé. Khi mà mình ôm lại vậy thì chính giữa nó tự nhiên nó dày lên. Và tới cái phần đầu này thì mình có thể dùng đầu cọ mình cut, hay là dùng cái móng thiếp để mà mình cut cũng được. Rồi cái này mình coi coi độ dày của mình đã vừa ý chưa. Còn nếu mà mình muốn nó thêm tí xíu nữa, em muốn nó thêm tí xíu phần chỗ này thôi nè. Đó. Mặc dù là nhìn cái móng của mình nó đã tương đối nó đều rồi, nhưng mà mình dày tí xíu ngay chỗ cái phần môi nối nè, nó an toàn hơn cho mình và cho khách nữa. Tại vì em sợ nhất là khách đi mà quay lại sửa đó. Nhiều khi mình cũng phải book cái hẹn để mà quay lại sửa, nó cũng mất thời gian. À, cho mình cho người khách, cho nên thường em làm thì em cũng hơi chịu khó cho nó dày một chút để cho họ không có phải quay lại mình để chỉnh sửa gì hết. Đi là đi luôn, đi 2 3 tuần hay gặp mặt. Gặp hoài cũng mệt. Hello chị Kimmy. Khỏe không chị Kimmy? Nay bên đó chị có ăn lễ không? Rồi ngón này cũng vậy nè. Mấy anh chị thấy em để thấp bên dưới ha. Mình có thể mình xoay xoay cục bột tí xíu để cho nó có thể nó di chuyển lên trên sát cuticle cho mình rồi buông ra. Thường á cái ngón út á cái tay người ta nhỏ lắm, cho nên mình để anh điều em đang cầm cái cọ này là cọ số 12 mà nó không có bóp á, cho nên là nó hơi bị bè một chút, nhưng mà mình vẫn nói chung là cũng ok, không có bát. Rồi mình phải chỉnh cho cái mình phải vuốt cho cái đầu cọ nó mỏng và mình vuốt hai bên cho nó tém gọn và nó đừng bị chảy ra đó. Bên đó xong rồi tới bên này. Chị Kimmy ơi, ở bên Seattle có chị nào mà muốn học lớp lát không chị? Tại vì em có một chị bạn ở bên đó đó. Chị nói là chị đăng ký 6 người để học lớp lát. Em nói là lớp khoảng 6 người thì cô giáo Ngân mới bay qua. Nếu mà có ai bên đó muốn học á thì chị giới thiệu cho chị cho đủ 6 người để cho tụi em lấy hẹn cho cô Ngân qua bên đó. Mấy chị khỏi mất công bay đi. Sẵn cô Ngân về thăm quê luôn. Rồi tém hai bên gọn lại nhé. Vào qua cái phần đầu á thì mình sẽ dùng cọ mình khách nó. Thường thì em ít khi nào xài đầu cọ đem khách lắm, em hay khách bằng cái móng thiếp á thì nó nhanh và nó sạch hơn. Hello chị Annie. Rồi và tới cái ngón màu hồng, ngón cái á thì em sẽ làm 2 cục bột đi, tại móng này nó dài. Để lên nè, chỉnh cho nó nằm bên trong cái móng này nè. Ừ,
Nó em tưởng đâu mấy anh chị ăn party hết rồi chứ, lễ mà. Rồi vuốt ở ngoài tém vào cái mí hai bên á, mình không có cần nó dày đâu. Mình chỉ cần nó dày ở cái mí mà cái đoạn chính giữa thôi. Còn ở ngoài phần đầu móng á, thật sự ít khi nào nó gãy ở ngoài cái mí hai bên lắm. Cho nên là mình làm cái mí nó càng mỏng á, nhưng mà không phải gọi là càng mỏng càng tốt. Nói chung nó mỏng mà nó mỏng tự nhiên chứ không phải là nó mỏng mà nó mỏng dính luôn. Nó mỏng nhưng mà cũng phải nằm ở cái mức vừa phải của nó nè mấy anh chị thấy không? Để cho nó không có dễ bị gãy. Hello chị Oanh. Rồi tới cái màu hồng bên trong. Rồi bắt đầu chậm 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 cho nó nằm sát xuống và mình vuốt. Chậm chậm cho nó nằm sát xuống ha. Và mình vuốt như này cho nó phẳng xuống. Cái ngón cái là cái ngón người ta làm việc nhiều nhất cho nên cái phần giữa của ngón cái là thường á em làm nó dày hơn mấy ngón kia. Bấm phone nó cũng bấm ngón cái mà làm bấm computer này khi em thấy si cũng xài ngón cái nhiều phải không? Ngón cái của mình xài nhiều cho nên là phần giữa ngón cái này em sẽ làm dày hơn mấy ngón còn lại. Và mình lấy cái liquid để cho đầy đủ cho trong cây cọ để mình vuốt á cho cái móng nó mướt. Để chút xíu nữa em còn hỏi phải rửa nhiều. Hiểu Lan, dạ được. Loại này thường em hay làm ombre không mà tại vì hôm nay đổi tông tí xíu. Em mới đi Việt Nam về chưa tỉnh hồn cho nên bữa nay chưa có design nhiều. Cho em vài bữa để hoàn hồn rồi mình design nhiều ha. Đây, cái design của mình hôm nay nó đơn giản. Nó chỉ là màu hồng nhẹ và cái hồng design đậm hơn. Với cái bông. Giờ này biết làm gì mà yêu đời bông hoa đồ ghê gớm lắm. Em xài cọ số 12. Trời ơi, khách dễ thương lắm. Cọ chuẩn bị về rồi cọ chuẩn bị về hàng nhiều thì về nhiều. Đợt này thì ai muốn bấm chắc có thể về em sẽ bấm hết lần lượt luôn đi. Rồi em ship ra. Tại nhiều khách dễ thương lắm. Mua cọ mà không dám bấm, sợ hư. Đợi Ngân đi Việt Nam về mới dám mua. Rồi khi mình giũa thì mình giũa thẳng, mình đắp nhanh đó cho nên là năm ngón là quay lại bột nó vẫn còn dẻo dẻo. Giũa thêm cái bên dưới nữa cho cái móng người ta nó sạch và cái xếp của mình nó ra thẳng. Giống như là bên này nhìn nó hơi bầu bầu đúng không? Còn bên này thì nó bây giờ nó thẳng rồi nè. Bên này nó bầu bầu là tại vì mình chưa có giũa xong cái xếp, mình chưa có giũa thẳng và giũa luôn bên dưới này nè. Thì cái xếp của mình nó sạch từ trên xuống dưới cho nên nó sẽ thẳng ra dễ hơn. Rồi giống như bên này thì mấy anh chị thấy bầu bầu. Em thấy như người giũa xếp ra xong nó vẫn còn bầu bầu không biết lý do tại sao. Có thể là khi mà mình vuốt cây cọ đó, mình không có kéo thẳng như vậy mà mình hơi bầu 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 nó vào. Xong rồi bên dưới này nè, mình giũa sạch bên dưới này luôn. Thì cái xếp nó tự nhiên nó thẳng ra. Đó, nó đang nó thẳng hai bên rồi thấy không? Hiếu Lan ơi, Hiếu Lan nhắn tin cho Neo Chớp hoặc là cho em cái số điện thoại á. Rồi sáng ngày mai cái tụi em gọi cho Hiếu Lan. Em gọi trực tiếp cho Hiếu Lan luôn. Tại qua Messenger bữa em mới fade out ra. Một ngày ngồi lục lại Facebook mới fade out ra. Nhiều khách nhắn tin cho em nhưng mà tại vì Facebook nó cho chỉ có 5.000 người friend thôi à. Còn bao nhiêu cái nó không cho fan nữa. Cái mấy anh chị nhắn tin vào cái nó vào trong cái hộp thư mà thư request á em không có thấy luôn. Trời ơi tới mấy tháng sau em mới kiếm ra, lâu lâu kiếm ra cái nhắn tin lại feel bad với nhắn tin lại thì mấy anh chị đã mua hàng rồi. Cho nên nếu mà ai mà nhắn tin em không được thì nhắn tin qua cho Neo Chớp. Vì nhiều khi bên cái fan request em không thấy chứ không phải là không có trả lời. Nó lại nhiều quá cái bắt đầu em bị rối. Nhắn tin vào Neo Chớp á, thì bên đó nhân viên họ trả lời liền. Còn em rảnh thì em cũng sẽ trả lời cho mấy anh chị liền. Rồi sau khi giũa thì em đa phần em chỉ giũa cái phần cuticle cho nó sạch vậy nè. Tại mình khi mình giũa mà em chỉ thấy cái móng thiệt của người ta nè mấy anh chị thấy không? Vừa thấy cái móng thiệt là mình ngưng.
Còn nếu mà mình không dũa đó, cái móng này của người ta có thể là lúc này á, thì nhìn nó ok lắm, tại vì mình không có thấy bột nó nằm sát rồi, nhưng mà khi mà mọc ra đó, trời ơi, nó như là mấy cái miếng bánh tráng vậy đó, nhìn chịu không nổi. Em mà móng em đeo á, mà dũa không sạch mọc ra là em chịu không nổi. Em cứ ngồi và em phải khựi khựi, em khều khều hoài, tại vì giống như là mình nhìn nó làm sao sao á. Và người khách họ cũng sẽ y chang như mình luôn mấy anh chị, nếu mà mình không dũa sạch cho họ đó, móng mà mọc ra họ ngồi họ khều á thì đương nhiên móng sẽ rụng á. Nhiều khi á, mình làm cho đã rồi họ về họ họ khều, cỡ vài ngày sau là móng đã mọc rồi, họ khều khều cái nó rụng, cái đem tới mình bắt mình sửa thì cũng cực cho mình đúng không. Cho nên nhiều khi mình dũa đó, mình chịu khó mình dũa kỹ tí xíu cho khách hàng thì mình cũng đỡ bị phiền. Nói chung là làm đẹp cho khách là mình đỡ phiền, còn làm mà có chuyện gì ẩu ẩu một chút mà họ hay làm phiền. Dạ Hiếu, không biết Hiếu có friend với Ngân không? Trời ơi, nó cho Facebook nó có 5.000 người à. Mà em thấy mấy anh chị gửi request quá trời, cái em add không được. Feel bad. Thì ai mà không add được á thì chỉnh sang cái chế độ follow á. Thì có gì nhắn tin cho em cũng được. Nhiều khi em ưu tiên cho mấy anh chị mà à, mới find out ra là người thân trong gia đình, anh ruột rồi ba đồ này kia mà con không có Facebook luôn. Em nói mỗi lần mà đổi Facebook mới là không có chỗ cho kết bạn đâu nha, đừng có đổi nha. Rồi mình dũa cho nó mỏng xuống như nè, để cho khi mà khách móng tay người ta mọc ra đó, người ta sẽ cảm thấy rất là tự nhiên, người ta không có thấy được cái mối nối giữa cái móng thiệt và móng giả. À, chị Stacy Thư, trời ơi tung tăng gì, chị nghĩ em về Việt Nam 5 ngày mà em tung tăng gì được. Rồi bây giờ mình cái này là cái tại sao mà em phải dũa cái cuticle trước nè. Thứ nhất đó là sẵn tiện thì mình dũa luôn. Thứ hai nữa là cái phần cuticle nó có cái hơi ấm của mình, cho nên là cái bột khô nhanh hơn, còn cái phần bên ngoài á thì nó cái quạt gió đang quạt ngay nó cho nên nó lạnh. Cái bột nó khô chậm hơn cho nên em dũa sau. Khi dũa đó thường em hay dũa cái đầu trước như nè cho nó đều, xong rồi để em chỉnh hai bên này. Thì mình dũa giống như chỗ này nó hơi bị phình chỗ này đúng không, thì mình cứ để ngay cái dũa ngay chỗ đó mình dũa thẳng xuống. Rồi dưới này mình cũng để xéo xéo vậy nè, mình dũa cho nó sạch bên dưới và nó thẳng cái móng của người ta bên dưới nữa, nào không bị hở không bị dũa. Chị Phạm Kimberly ơi, trời hôm nay em đi hàng dồn quá trời luôn mà không có ai quảng cáo giới thiệu gì hết á. Trong tuần này á em có cái primer mà nó chắc hơn cái primer cũ của Journal nữa, mà nó đỡ hôi hơn nữa, thì cái primer mới này nó dính chắc lắm, em xài hoài nữa. Trời ơi chị Nga ơi, chị Nga khen một cái em nổ lỗ mũi luôn á. Thank you chị. So sweet, cười khen xong em muốn bị tiểu đường luôn. Ngọt quá. Nè mình bóp, mình đẩy cái móng người ta xuống nè, tại vì mấy cái cục bột mà ngay chỗ này nè mấy anh chị, ngay cái phần chỗ này nè. Một chai của nó hả? Em nhớ là chai refill 10 16 ounce thì phải, nó cũng có mấy chục đồng mà rẻ chứ không có mắc ăn. Nói trước là rẻ. Xài good mà giá rẻ. Để em check lại cái giá tại em mới về em chưa có hoàn hồn lại nữa. Mai mốt em check giá xong rồi em thông báo cho anh, em thông báo trực tiếp trên live luôn á anh Ryan. Dạ chị Phạm Kim Billy. Rồi. Tại năm nay á, mỗi lần mình Airdrop sản xuất cái gì thì năm nay bắt đầu tụi em sản xuất số lượng lớn, cho nên là cái tiền tiền công nhân, tiền máy móc đồ này kia
nó cũng giảm xuống cái chi phí, cho nên là cái giá mình đưa ra cho mấy anh chị nó sẽ bắt đầu nó rẻ hơn, dễ hơn cho mấy anh chị xài. Và cái chất lượng thì nó cũng vậy. Rồi, sau khi xong thì em sẽ xài cái đầu nhỏ hơn chút. À, dạ không, không có thay được cho số 1 của deep chị. Số deep thì xài luôn cái system của deep giùm em đi, tại vì số 1 của deep thực chất nó rẻ lắm, mình không có cần mình thay tầm 7 đâu. Mình thay vào cái khác á, nhiều khi nó work không bằng rồi nó phiền mấy anh chị lắm. À, cái số 1 của deep tính ra nó sẽ rẻ hơn là cái primer. Cho nên mình xài cái số 1 của deep luôn đi chị Vân. Tụi em có chai refill mà. Rồi sau đó thì mình sẽ buffer cho nó đều ha. Rồi, phải làm nhanh lên để về tối nay mình đi ăn chầm xoài. Ở Florida sướng lắm, thèm xoài là cứ đi ra ăn chầm xoài, thèm cua thì tối nay 11 giờ đi ra biển vớt cua vớt ghẹ. Cho nên là ở bên Florida không có sợ đói, không có sợ, nói chung là có nghèo cũng không có đói, là tại vì lúc nào cũng có đồ ăn hết á. Dụ rồi có ai muốn về Florida không? Yến ơi muốn bay về Florida không Yến? Can you show how to apply on your own nail? Chị Thi Ngô ơi, trên tay em thì chắc chị phải coi lại mấy cái video cũ á. Tại vì em mới vừa tháo móng tay ra xong là tan nát đời qua luôn rồi nè. Giờ đời qua tan nát thiệt rồi, cho nên là hôm nay em không có làm trên tay của em. Em phải dưỡng nó lại một chút rồi em mới làm trên tay em được. À, mấy cái video cũ của em hay làm trên tay em á. Chị Hồng Anh ơi, để em gửi cho chị cái địa chỉ nha. Nghe nói thấy ham hả? Đi ăn trộm, có ai đi ăn trộm mà lên like la làng em đi ăn trộm không? Giống như cô Ngân Phan hồi chiều đi ăn trộm xoài nhà người ta mà vừa vừa ăn trộm vừa quay like luôn. Bởi vì ta nói Facebook bây giờ nó vui mà nó cũng nguy hiểm lắm nha. Cảnh sát mà bắt là nó có luôn bằng chứng luôn nha. Này chỉ ăn chậm chắc cái lặt vặt thì gan thôi, còn ăn chậm cái khác thì không dám đâu. Rồi bây giờ em đang xài là em xài cái matte top coat. Trước khi mà em làm marbling á là em xài matte top coat và em sẽ cho hơ đèn 30 giây. Rồi bây giờ mình sẽ xài marbling số 5 và số 5 và số 6 là màu tím và màu hồng. Và em cần thêm một cái hũ acetone nha mấy anh chị. Cái marble in này em không biết là tới bây giờ vẫn còn tìm ai chưa có marble in hay chưa. Có là đang là một cái sót lớn luôn á, tại vì cái này trong tiệm thợ họ xài design nhiều lắm. Are you okay? Ok, em xài số 5 trước ha. Em sẽ chấm từ trong góc. Chấm chấm đều 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 cho nó đi xuống góc bên này. Rồi, mình đi xem chút xíu nữa cho nó đậm hơn ha. Đó là màu hồng. Là nail là giảm giá đó hả? Không sao chị ơi, em lại hồi xưa giờ em đâu có mai cái đó đâu. Kinh doanh mỗi người có một kiểu riêng à. Ai giảm giá thì người đó chết trước. Nói chung là bây giờ kinh tế nó khó khăn lắm, làm nail em thấy vừa bao lương thợ nè, rồi tiền rent đồ này kia cái nào cũng mắc hết á. Thì người nào giảm giá người đó chết trước thôi à. Giờ nghe nói tới giảm giá em bị chai rồi. Rồi bắt đầu mình chỉ cần chấm 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 cho nó loang thôi.
cho nó loang ra, nó có đốm 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 á mấy anh chị. Nói thật mà bây giờ kinh doanh nail em thấy không có ngon bằng hồi xưa nhé. Lương thợ bao lơ mơ á, lơ mơ là coi như lỗ luôn á. Cho nên giờ nghe tới giảm giá em thấy kinh khủng quá. Giống như người Việt Nam tự giết người Việt Nam mà giết cả cộng đồng người Việt Nam chứ không phải giết một người hai người nữa. Rồi em sẽ xài cái spider gel màu đen. Và cái spider gel á thì mấy anh chị nhiều người hỏi em tại sao em lấy lên nó mỏng, tại sao chị lấy lên nó dày quá. Nó ra nguyên một cục lớn. Cho nên là để hôm nay em nói rõ cái này tùy theo cái thua của mình thôi à. Mấy anh chị có thể điều chỉnh được, hoặc là mình xài cái cây mà mình gấp lên á, mình có thể dùng cái cây đầu nhỏ, càng nhỏ thì nó ra cái nét của mình càng mảnh, còn nếu nó hơi to hơn á thì cái nét của nó sẽ to hơn. Em ví dụ em xài cái cây này là cây đẩy da đúng không, thì cái đầu nó hơi to hơn bình thường chút, và còn một cái cây nhíp nữa thì cái đầu nó hơi nhỏ hơn. Có cái ống chích mà để làm water nail ở đây mà thấy cầm tới cái ống chích nhìn ghê quá. But you see my tweezer? The long tweezer. Weird. The long pointy one. Okay. Em sẽ lấy cái cây này. Those are scary. It's like a weapon. Rồi. Thì cái cây này nó nhỏ hơn đúng không? Thì em sẽ đi thử cái đường này cho mấy anh chị coi ha. Dở lên nó sẽ mỏng vậy nè. Rồi nếu mà mình muốn nó dày hơn á thì mình có thể mình lấy nó. Bây giờ em xài cái cây nhỏ này trước cho mấy anh chị coi trước đi ha. Mình đi vài đường thôi. Rồi. Rồi qua bên cái ngón này á, thì em có thể em lấy cái cây to hơn chút xíu. Cái cây cây này đi. Đó thì khi cái cây to là mấy anh chị thấy em dở lên cái lá lên nguyên một cái đường to không? Nó đậm hơn thấy rõ không? Thì đó tùy theo mình thôi, mình hoặc là mình có thể mình chấm cái nhẹ cái tay lại thì nó sẽ ra cái đường nhỏ hơn. Làm mấy kiểu này á, thì em lại thích đi mấy cây nhỏ vậy nè, nó nhọn càng tốt. Nhìn nó mảnh mảnh thôi, nó to quá thì nhìn nó hơi bị thô. Rồi. Chị Hương ơi, em về Việt Nam, có mấy ngày hả? Em về có 5 ngày hả? Thank you chị Mai. Trời ơi, lúc nào chị Mai lên gặp em cũng khen hết á. Khen nghĩa làm em tự tin quá trời, tự tin luôn á. Rồi, Sau khi ấy thì mình dẹp đi. Và em sẽ phải sơn một lớp top coat nha. Một lớp top coat trước khi mà em làm cái bông, tại vì cái marble in á nó là cái mực in cho nên nó cũng dễ bị loang nếu như mình vẽ lên nó mình kéo tới kéo lui, nên là em phải đi một lớp top coat. Em á thì mấy cái kiểu của em nó tương đối nó hơi đơn giản. Nói đơn giản thì còn không đơn giản, nhưng mà em thì em thấy nó đơn giản tại nó không có nhiều á, một bàn tay em làm chắc cỡ hai ngón design là nhiều. Hi Mary, when your turn? Tomorrow? Rồi, em cho hơ đèn cỡ 15 giây cho nó khô tí xíu thôi. Rồi em lấy cây cọ cái auto shell màu trắng ha. Mà có một cái cây cọ này nè, cây cọ này xài được nhiều lắm, mỗi một cây cọ đó mấy anh chị nó xài nhiều công dụng khác nhau lắm. Cây này là cây 3D đúng không, thì cái chính của nó là đắp 3D. Rồi kế đó là em cũng dùng để em chấm marble in, và kế đó thì em cũng dùng cái này để em làm cái bông luôn. Ta nói mấy mấy đứa mà nó mới có người yêu nó hay bị tưng bánh đầu bánh đuôi gì lắm, ngồi cứ cười mỉm chi cười khạc khạc hoài vậy đó. You okay? You're not normal today. Something that abnormal. I'm probably still drunk from the weekend. You drunk from drinking water in the messes? Yes.
Nè, em lấy cái orange gel á, em chấm, em quét vào vậy nè. Thì nó ra mấy cái cánh bông cho mình nó nhanh hơn. Rồi, và bên này thì em cũng làm giống vậy. Ngay cái phần chỗ này. Hồi xưa mình mới biết yêu mình có khùng vậy không ta? Sao thấy nó còn nặng quá. Nhiều khi mình khùng mà không biết mình khùng, cái đó mới sợ, mới đáng sợ. Rồi em chừa cái bên trong chút xíu để cho mình làm cái nhụy của nó. Sau khi xong thì mình chỉ cần rửa thôi. Dạ có chị Châu Lê. Come tomorrow. Nói ai vậy trời? Cương. Mình nói với Kỳ Ngân, nói có một đứa ngồi đây thôi mà nó trúng nhiều người lắm luôn á. Ok, here. Mình sẽ cho hơ đèn nhanh, thiệt là nhanh nhé. Nãy giờ có ai ngồi nhột không? Có ai bên đó ngồi cựa mình không? Rồi em sẽ xài cái hũ kế tiếp là hũ orange màu đen để mà mình làm cái outline bên ngoài của cái bông á. Ok. Mấy dạng mấy người mà mới yêu rồi á là không care. Giống như ai chửi mình khùng thề, chấp nhận khùng không sao. Mình sẽ đi cái viền mấy cái cánh bông trước ha. Cái thường cái đỉnh ngoài của bông á, thì em hay đi nó đậm hơn. Vào hai bên cái bông á, thì em sẽ đi nó hơi nhuyễn lại tí xíu. Và em không có đi cái cánh nó tròn quá. Trời ơi, về Việt Nam nha, thấy mấy thợ ở Việt Nam á, họ vẽ bông mà mình thấy mê luôn á, vẽ cái bông gì mà y chang như cái bông thiệt. Có vẽ bông lụa, bông gì nữa đó. Oh my god, nhìn thấy mê. Đi ngắn ngày quá chứ không thôi đi dài ngày em cũng học vẽ bông. Về đây lên đây em chỗ tài, chỗ cán đồ này kia chơi. Em đi cái bên ngoài cái cánh trước. Ở đây mình vẽ cái bông gì đó về Việt Nam cho thấy mấy bé vẽ bông mới thấy là cái bông của mình nó khủng khiếp lắm. Giống như là nó nằm trong mấy cái loài hoa mà có độc. Rồi nhìn nó là nên em nói mà ai mà ở Việt Nam mà chưa đi Mỹ á, thì chuẩn bị đi Mỹ á, thì có thể học vẽ đồ này kia, học căn bản bên đó trước đi. Vẽ cỏ 3D dùng cho treo được, được chị, mình dùng bình thường thôi à, làm nhanh hơn nữa. Hello chị Trang. Em mới về ngày 25. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái treo nằm ở bên trong cánh hoa này nè ha. Nó còn cái treo của nó không có khô á. Mình sẽ dùng cái đầu cọ mà mình kéo nó xuống vậy nè. Kéo nó mấy cái đường chỉ nó xuống vậy nè cho nó thưa 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 thưa. Mình không cần lấy treo thêm cũng được tại vì mình không có muốn nó bị dày quá. Mình muốn nó mảnh mai á. Đó là lý do tại sao mà em mê xài cái orange treo là vậy đó. Đó. Thấy hoa của em giống như có độc chưa? Rồi bắt đầu từ bên trong, bắt đầu em chấm. Em chấm cái bên trong mà em coi nó túa 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 ra. Nhưng mà nghĩ lại đó, người ta vẽ đẹp lắm, người ta giống như là vẽ để đi thi rồi đi tranh cúp này kia thôi.
Còn mình thì mình vẽ để hàng ngày mình kiếm tiền. Cho nên thôi, đẹp vừa thôi, đẹp quá, khách sao chịu nổi. Chị có đủ đồ chơi của Ngân luôn. Trời ơi, em đợi chị Thư, em đợi chị Thư gửi hình cho em mà 2 năm nay rồi. Từ lúc mà chị Thư bắt đầu mua đồ của Neo Shop tới giờ 2 năm rồi mà chưa thấy tấm hình nè. Em đợi dài cổ luôn. Nói chứ mấy chị giờ làm nhiều người làm đam mê đẹp lắm. Nhưng mà bữa em có bỏ lên một cái tấm hình á, em đi làm pedicure, đó là cái chị trong cái building của em nè, building của Nail Shop á, có một tiệm nail nhỏ thôi. Hồi xưa chị không có design nhiều đâu. Cái chạy biết Nail Shop chung building, cái chạy qua mua đồ về rồi coi like của em ngồi mần mò gì đó, vẽ bông, vẽ hoa, vẽ lá, vẽ bướm gì, bây giờ vẽ đẹp lắm. Mà làm mà chị nói trời ơi, chị làm cái mà mê làm luôn, đi làm lận tiếng đồng hồ mà chạy xuống làm. Nó nhiều khi thấy vậy thôi á mình vui rồi. Đẹp dữ lấy tiền, đẹp đủ lấy tiền thôi. Đúng rồi, đúng rồi, bên này mình làm nail mình đẹp đủ lấy tiền thôi, đừng có đẹp quá, đẹp quá mất thời gian không được. Đẹp vừa đó thì đủ lấy tiền, mà đẹp quá thì lấy tiền không đủ. Cái ngày làm hoài không đủ tiền. Rồi sau đó thì em sẽ xài cái glue gel ha. À, để mà em gắn hột xoàn. Chỗ nào mà mình gắn hột xoàn thì mình bỏ đó, glue gel miếng, chấm chỗ này ăn đốm, chấm chỗ này ăn đốm, rồi bắt đầu gắp hột. Cái khay hột xoàn của mình á có hàng lại rồi đó, anh chị nào mà chưa có hộp số 2, số 3 thì lên lấy liền để nó hết nữa nha. Bữa hết hàng mọi người hú quá trời. Để cái hột của mình nó đẹp. Một hộp chỉ có 135 mà để mà gắn ra cho khách chắc gắn ra cỡ 1.350 mà còn dư nữa đó, dư hộp nữa. Chứ gắn hộp xoàn là cái kiếm tiền dễ nhất phải không mấy anh chị? Trên này có ai đồng ý em gắn hộp xoàn ăn tiền ngon nhất không? Gắn hộp xoàn mà tới mức gắn ghiền luôn á, khách nào cũng muốn đè ra gắn hộp xoàn hết á. Rồi, sau khi mà xong á, nè một hộp vậy đó nè. Dạ em về rồi chị, em mới về. Một hộp của nó có đủ em á, em tới đâu em có tới 5-6 hộp, là một hộp của nó có tới 21 kiểu, mà nó có size lớn nhỏ đầy đủ cho mình luôn, mà chỉ có 135 mà tính ra rẻ quá trời. Sau khi xong thì em sẽ vẫn xài tiếp Crystal Top Coat nha. Nếu em làm full set bộ màu thì lấy hơn full set gel bao nhiêu? Thường á, full set gel của em, full set là em làm là 30. Rồi gel á là em tính là 15 nữa thành 45, mà full set bột màu á là em tính 45. Tại vì em không có tính cho cái lần làm đó, mà em tính cho cái lần sau khách họ tới em phiêu em phải bào xuống nữa. Em sợ dũa bột xuống lắm, ngồi dũa nguyên cái móng bột xuống. Cho nên là em phải lấy từ 45 cho tới 50 tùy theo cái độ dài. Mình nói basic thôi, mình nói khoảng 45 đi. Là cái giá em lấy cho bột màu. Còn làm cho full set thường với treo á, thì em lấy là 30 với lại treo 15 nữa là 45. Nó hai cái cũng ngang giá nhau thôi chị. You did care a couple minutes right? Couple second right? Did you? Okay, I want to make sure. Because you forgot the first one. Yeah.
đi xung quanh cái hộp sòn, cái shop code của mình đi xung quanh hộp sòn giùm em để cho nó bảo vệ cái hộp sòn của mình á. Để chấm vô đây. Học sòn giả mà bảo vệ y chang học sòn thiệt vậy đó. Đó, xong cái mẫu của tay của mình là đơn giản không? Làm nhanh nữa. Treo vẽ hả chị Hạnh? Treo vẽ em nhớ là như 9 đồng một hũ thì phải, em nhớ vậy. À, mà chị mua nguyên set á, thì nó có nhiều màu, nó có nhiều màu với lại nó rẻ hơn, nó tặng được cho chị cây cọ nữa. Mà chưa có gửi về hả? Chắc ngày mai họ gửi đó chị Quyên Lương ơi. Tại vì bữa nay lễ cho nên tụi em nghỉ. Ơi, chị Linda, thank you chị. Chưa tới lúc đó, tại chị Linda chưa thấy lúc, chưa chưa thấy lúc mà hết dễ thương á. Để nó chơi thôi. Nhiều khi tới giờ điên cũng điên lắm. Rồi đây cho khoe trong thời gian mà người mẫu đeo tay hơi tay á, thì em khoe tí xíu nè. Đây là ba set hộp xoàn của em nè. Mỗi một cái set này này nó bị bể á, ship cho khách bị bể là em đền cho khách hộp mới là em phải hưởng cái này. Ví dụ gì chứ làm tấm cám thì em giỏi lắm. À, em làm tấm cũng giỏi mà em làm cám cũng giỏi. Rồi cái này, cái qua cái set này là cái set hai của nó nè, xài nhiều lắm, bây giờ mỗi thứ nó còn có hơn chút một chút nữa. Rồi cái này là cái set, set này không biết set mấy ta, như set 3 thì phải, cái hộp này set 3. Mỗi set đó nó có size nhỏ lớn, nhỏ medium mình lớn cho mình gắn luôn sẵn trong này, và 2 10 21 thì là 20, như còn 16 kiểu hộp xoàn khác nhau mà hộp nào cũng sáng hết á. Cho nên là ai mà chưa mua là đem về liền nha, rẻ rẻ nha. Có 135 mà gắn ra đã lắm. Gắn ra hộp đẹp, bao đẹp. Chứ hồi xưa em nhớ là có một thời mà hộp bằng nhựa mà xấu xấu đó mấy anh chị. Trời ơi, gắn lên nhìn còn tức nữa. Gắn hộp sọ mà gắn xong ra nó mờ như nhựa, mình bực lắm. À, design này hả? Design này em lấy hai ngón chắc cũng phải lấy là cỡ 15 đồng. À, cái này thí dụ giờ làm một bàn này đi ha, tính tổng thể thì nó dễ hơn. À, cái tay này á, bột bột rồi móng dài dày á thì em lấy là cỡ 55, 55 với cái này mình lấy chung 4 ngón này là 20 thì 75, 75 với mấy cái hộp sòn nhỏ 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 như này em gắn lên. À, thì em ăn chắc bộ này cỡ 80, 80. Dạ, 80 có rẻ không? Em lấy giá mềm lắm mà tùy tùy lúc thôi à, cũng như là bữa nào mà ok tôi yêu đời vui vẻ rồi á thì nó ăn rẻ lắm, ăn 7 80 đồng. Còn bữa nào mà sáng ra mà ai mà chọc là coi như ngày đó tội mấy bà khách lắm, vô trả tiền mà không biết tại sao trả mắc luôn. Mà khách nhiều khi khách cũng hỏi em hoài, tại vì em làm khách appointment không, mà lâu lâu thì họ cũng hỏi ủa tại sao hôm nay làm ít hơn mà giá nhiều hơn. Em nói hôm nay làm cực hơn, làm lâu hơn, làm mệt hơn. Nên là nghề nail của mình nó cũng được thoải mái một chút ha, vui thì lấy tiền ít còn buồn buồn là cặp cho đã tay. Marble xong nếu sơn mát lên marble, marble bị lem. À, chị Yến ơi, khi mà mình làm marble xong á, mình sơn mát hay là mình sơn shiny đó thì chị sơn nhẹ tay giùm em, đừng có đè mạnh quá với lại đừng có quét đi quét lại nhiều lần quá. Thường á, top coat á, mình sơn mình quét bình thường thôi mà đừng có đè mạnh tay quá thì cái marble nó không có bị lem chị. Dạ có, Cadin Kobe Nguyễn. Ngón hoa là phôi. Dạ em vẽ lên Thanh Nhi ơi. Dạo này Ngân vẽ hoa nó cũng nhìn ra hoa rồi, cho nên pha khoái vẽ lắm. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi cũng như là share video nhé. À, hy vọng là mẫu này của em cũng góp tí xíu idea cho mọi người. Và hẹn gặp lại mấy anh chị tối ngày mai thứ ba. Good night cả nhà. Mọi người ăn lễ vui nha.